Khánh không có hối hận về cái việc là mình cần phải sử dụng danh hiệu của mình để mà mình mở rộng mối quan hệ. Đó đều là một cái sự gọi là tính toán và lên kế hoạch hết. Chứ mình không thể nào mà sống với đam mê mà mình không có thu nhập. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Khánh cảm thấy điều đó nó rất là đúng. Hello, xin chào mọi người, xin chào tất cả các khán giả của Molista. Mình là Phương Khánh. Hôm nay rất là vui khi có cơ hội được trò chuyện với mọi người nè. Mọi người rất là thích các bạn hoa hậu, cho nên đó cũng là một cái lợi thế cho các bạn về việc đầu tư thêm cho hình ảnh của mình. Nhưng bởi vì Khánh cũng không có nhiều mối quan hệ ở trong giới, hầu như là Khánh tập trung về các dự định của mình nhiều hơn, cho nên Khánh cũng không có biết là các bạn có nếu như mà làm tập trung 100% năng lượng vào đó thì sẽ có thu nhập của các bạn như thế nào. Nhưng mà Khánh nghĩ rằng nếu như mà mình cố gắng và đam mê vào một cái gì đó và mình cố gắng thì chắc chắn sẽ có một cái hướng đi đúng đắn để mà duy trì cái sự nghiệp mà mình tập trung hướng đến. Khánh nghĩ về cái phần mà sự nghiệp, nếu như mà mình xét nó về là sự nghiệp của mình dựa trên thu nhập thì nó sẽ rất là nhỏ. Mình phải xét cái sự nghiệp của mình nó dựa trên là những giá trị mà mình có thể tạo ra cho bản thân mình và cho cộng đồng xã hội. Thì cái đó là cái mà mình theo đuổi. Trong cái con đường mà gây dựng sự nghiệp, có những cũng giống như một bạn sinh viên bình thường đi, vào giữa một cái công việc mà bạn đam mê làm và một cái công việc mà trả lương rất cao nhưng mà bạn ấy không đam mê, thì bạn ấy sẽ chọn cái nào? Thì đó sẽ luôn là những cái điều mà xảy ra trong cuộc sống của tất cả mọi người. Và với Khánh cũng vậy, nhưng mà Khánh sẽ luôn luôn nói với các bạn rằng khi mà mình theo đuổi đam mê của mình, hãy luôn tập trung và cố gắng với nó. Và bởi vì khi sống với nó, mình mới thật sự là chính mình. Nếu như mà đam mê của bạn nó cần phải đầu tư rất là nhiều mà bạn hiện tại bạn không có, thì đôi khi mình cần phải chấp nhận làm những cái công việc trả lương cao để mà mình tích lũy và có thể nuôi được cái đam mê đó của mình. Đó đều là một cái sự gọi là tính toán và lên kế hoạch hết. Chứ mình không thể nào mà sống với đam mê mà mình không có thu nhập thì cũng không. Khi mà có một cái thành công nó to lớn như vậy, chắc chắn một điều rằng là nếu như mà mình muốn mở rộng mối quan hệ thì điều đó cũng sẽ dễ dàng thôi. Nhưng mà Khánh nghĩ rằng là bởi vì cái hướng đi ở hiện tại nó là về nó khác hoàn toàn so với cái việc mà có xuất hiện nhiều hoặc là tham gia các nhiều cái chương trình nhiều hơn, thì Khánh nghĩ rằng ở hiện tại tất cả mọi thứ với Khánh đều là đã đủ rồi. Cho nên Khánh không có hối hận về cái việc là mình cần phải sử dụng danh hiệu của mình để mà mình mở rộng mối quan hệ. Và Khánh nghĩ và Khánh mong muốn, cũng như là Khánh luôn tâm đắc một điều rằng mình mong mình có thể biết một người bởi vì họ muốn hiểu mình, chứ không phải là bởi vì mình là một hoa hậu. Thật sự nếu như mà mọi người tìm hiểu kỹ hơn thì có nhiều người họ xem việc mua hàng hiệu giống như là một cái sự đầu tư tích lũy. Bởi vì khi mà bán ra mình cũng vẫn sẽ có lời, thì đó cũng sẽ là một cái sự đầu tư. Nhưng với Khánh thì nếu như mà mọi người để ý thì hơn một năm trở lại đây Khánh chưa có sắm hay là mua cái gì quá đắt tiền. Bởi vì với cái tình hình hiện tại đó chính là dịch Covid, cho nên mình luôn cần cái đảm bảo cái sự ổn định về tài chính. Và với Khánh là mình có thể là bất kỳ ai, mình có thể xuất hiện rất là sang trọng, hay là mình xách một cái túi vải mình đi làm, mình vẫn sẽ hạnh phúc. Chủ yếu là cái công việc mình đang làm nó có tốt hay không, và mình cần phải đảm bảo cho cuộc sống của mình. Đôi khi là sẽ kho Khánh cũng nhận được những cái bình luận đó, nhưng mà mình phải cứ cố gắng làm việc đi. Khánh luôn thích một cái câu đó chính là hãy làm việc trong im lặng và hãy để thành công nói thay cho bạn. Thì bởi vì những cái điều mà Khánh mong muốn đó chính là họ nhìn thấy cái sự tích cực, cái năng lượng tích cực mà từ Khánh lan tỏa ra cho mọi người. Khánh cũng không nghĩ rằng cái việc mà mình đi giải thích cho từng người nó sẽ là cần thiết, nhưng mà Khánh thấy được rằng những cái điều tích cực mà mọi người đang nói với Khánh mỗi ngày đó chính là cái thành quả mà Khánh đạt được, và Khánh rất là hạnh phúc vì điều đó. Bởi vì khi mà mình thực sự mình cố gắng và bận rộn với công việc, mình sẽ không quan tâm đến những cái điều tiêu cực. Đó chính là cái cách mà mình luôn giữ bản thân của mình tích cực. Cái mà Khánh luôn muốn chia sẻ với các bạn trẻ đó chính là khi mà mình để tâm quá vào những sự gọi là có thể gọi là không tốt về mình,
thì mình sẽ tự tạo cho bản thân của mình một cái năng lượng rất là tiêu cực, và mình không có cái mood để mà mình làm gì hết. Cho nên mình luôn luôn mình phải tích cực cố gắng làm việc. Nếu như mà việc mà mình làm ngày hôm nay mình luôn nói là ngày mai mình làm, thì cái cuộc sống mà mình mong muốn mình sống á, người khác sẽ sống thay mình. Cho nên phải cố gắng ở hiện tại. Thì giống như mọi người cũng đã thấy là hiện tại Khánh cũng đã có những cái hướng đi riêng của mình trong cái lĩnh vực giống như là kinh doanh và cũng như là chấm thi, làm ban giám khảo của các cuộc thi Hoa hậu. Thì Khánh sẽ làm tốt cái vai trò đó. Về việc mà tham gia một cuộc thi khác thì Khánh nhường cơ hội này cho các bạn trẻ nhiệt huyết và đam mê. Và nếu như mà mọi người tin tưởng Khánh thì hãy cứ đừng ngần ngại và nhắn cho Khánh để mà Khánh có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm, có thể giúp cho các bạn trên đấu trường, thì đó rất là tốt. Khánh thực ra cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, nó cũng hơi bất ngờ lúc đầu đó. Nhưng mà Khánh nghĩ rằng do fan hâm mộ rất là tin tưởng vào kỹ năng cũng như là bản thân của Khánh, cho nên họ mới cổ vũ mình. Nhưng mà cũng như Khánh nói là mọi người đều có một cái hướng đi riêng, cho nên Khánh rất là hoan nghênh cái việc cổ vũ của mọi người cũng như là trân trọng cái điều đó. Khánh nghĩ một người đàn ông là một người bạn đồng hành với mình, cùng với mình có thể trải qua thăng trầm trong cuộc sống, và khi mà mình có những cái thất bại, họ có thể ở bên cạnh cổ vũ giúp đỡ mình, hoặc là mình là một cái chỗ dựa cho niềm tin của họ, thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, thì bản thân Khánh thì nó cũng giống như là bản thân mình cần phải cố gắng như thế nào để mà mình, khi mà mình luôn mong muốn mình gặp một cái người đàn ông giỏi và tuyệt vời, thì bản thân mình cũng phải cố gắng để mình là một người phụ nữ thành đạt, mình giỏi thì mình mới xứng để đi cạnh. Giống như Khánh nói là một người bạn đồng hành, thì cả hai đều là người có thể giúp đỡ cho nhau được. Khánh tin vào luật hấp dẫn. Khi mà bản thân của mình có được những cái tích cực thì những điều tích cực sẽ đến, và những mong muốn của mình, những cái ước mong của mình nó đều sẽ trở thành hiện thực. Đối với Khánh thì Khánh cảm thấy điều đó nó rất là đúng. Khánh nghĩ là nếu như mà Khánh gặp được đúng người thì Khánh sẽ luôn luôn tin vào cái sự lựa chọn của mình. Mình phải biết rằng mình muốn gì trong cuộc sống thì mình sẽ biết được cái tiêu chuẩn nào nó phù hợp với mình. Khánh nghĩ rằng là cái việc lập gia đình thì với người phụ nữ nào, cho dù họ làm bất cứ công việc nào thì họ vẫn luôn hướng tới việc xây dựng một gia đình hạnh phúc cho bản thân của mình. Cho nên đó sẽ là một cái mà Khánh sẽ luôn luôn hướng tới và xây dựng. Người phụ nữ khi mà họ kết hôn thì không có nghĩa là họ sẽ dừng cái công việc sự nghiệp của mình. Cho nên Khánh nghĩ với tất cả phụ nữ ở hiện tại thì họ sẽ luôn luôn biết rằng là mình sẽ chia thời gian của mình như thế nào cho hợp lý.